Hello, xin chào tất cả quý anh chị Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Đầu tư nghiêm túc Ông Tàng Vlog Đã rất lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau trên kênh Youtube Đấy, và cuối tuần vừa qua Khi mà thị trường của chúng ta, thị trường thế giới Nó xuất hiện những cái yếu tố biến động rất lớn Liên quan đến yếu tố vĩ mô Đặc biệt là cái yếu tố về chiến tranh ở khu vực Trung Đông á Thì hôm nay thị trường của chúng ta chứng kiến một cái phiên giao dịch khá là ảm đạm Tuy nhiên á, nó có một cái rất là hay Đó chính là khi thị trường quốc tế nó giảm điểm mạnh khi mà giá vàng giá dầu leo thang thì gần như thị trường của chúng ta hôm nay không hề giảm điểm và thậm chí là gì đầu phiên nó còn trả thêm giảm luôn tuy nhiên là mặc dù nó không giảm điểm mạnh như vậy nhưng mà cái sự phục hồi thị trường hôm nay là không thuyết phục và cái thanh khoản nó đi kèm thì không lớn nó thể hiện cái sự dè dặt rất lớn ở nhà đầu tư trong cái bối cảnh bấp Bân về chính trị như thời điểm hiện tại Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem liệu Cái cú phục hồi ngày hôm nay là một cái cú phục hồi tự nhiên Để tạo đáy cho thị trường hay là một cái cú phục hồi chết nảy Trước khi xảy ra một cái cú rơi tiếp theo của thị trường chứng khoán anh chị nhá Rồi cũng chào mừng tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Đầu tư nghiêm túc Ông Toàn Vlog Thì à, hôm nay đầu tiên thì chúng ta cùng đi phân tích xem thị trường chúng ta có cái gì Trong cái bối cảnh thời điểm hiện tại nói về cái thị trường thì hôm nay mọi người thấy không mà hôm nay em nói thiệt với anh chị chứ từ đầu phiên là từ sáng sớm à, em đã nghĩ về một cái viễn cảnh khá là tiêu cực của thị trường khi mà nó xuất hiện những cái thông tin về chiến tranh trên thế giới đấy tuy nhiên là cái phản ứng của thị trường Việt Nam hoàn toàn khác đầu phiên đâu đó khoảng 8 giờ lăm phút buổi sáng em có mở cái bảng điện ra thì thấy cái phái sinh nó giảm đâu đó khoảng loan quanh 18 điểm rồi nó rút chân nó rút chân nó rút dần về đến cái lúc mà thị trường phái sinh nó loan quanh mức mục 2 điểm thì lúc đó mình mới nhận ra là ủa thị trường Việt Nam sau nay có vẻ hơi mạnh anh chị nhỉ. Mặc dù thị trường nó đang trong một cái trên xuống trong ngắn hạn đó chính là rơi và gặp những cái yếu tố thông tin tiêu cực như vậy mà gần như nó không ảnh hưởng đến cái 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 đà rơi của thị trường. Tuy nhiên là mặc dù không ảnh hưởng như vậy nhưng mà cái sự phục hồi thị trường nó cũng không thuyết phục bởi vì sao bởi vì cái thanh khoản phục hồi thị trường nó không cao biên độ tăng giá thấp hơn cái phiên hôm qua phiên thứ sáu um, giá trị giao dịch nó thấp hơn vậy thì chúng ta phải hiểu nó như thế nào cả nhà đấy để hiểu như thế nào thì đầu tiên á mọi người nhìn cái trạng thái tâm lý trong phiên hôm nay anh chị thấy cái gì thứ nhất đó là cái sự về dặt cao độ đặc biệt vào phiên buổi sáng khi mà thị trường chúng ta gần như nó không tạo ra những cái biến động giao dịch và gần như là các nhà đầu tư người ta vẫn rất là sợ một cái vấn đề gì đó và quan điểm của em là ngày hôm nay em vẫn cảm giác là rất là sợ anh chị nhá đấy từ buổi sáng cho đến tới buổi trưa thì mình cảm giác rất là sợ nhưng mà từ buổi trưa trở đi mình cảm thấy là gì à thị trường này nó rất là cứng vậy thì thị trường cứng này nó nói lên vấn đề gì Đấy, thì đầu tiên em sẽ đi phân tích sơ qua cho anh chị về cái yếu tố về thị trường chung Vì sao mà thị trường của chúng ta thời điểm hiện tại nó lại cứng hơn so với những cái thị trường thế giới như vậy Đầu tiên thì thứ nhất, thị trường chúng ta nó vẫn nằm trong một cái trend xu hướng đi lên Gọi là xu hướng tăng Đấy, và với cái việc mà thị trường chúng ta nằm trong một cái xu hướng tăng như vậy á Thì anh chị để ý giúp em á, cái uptrend của thị trường nó không chỉ mới diễn ra Mà nó đã diễn ra đâu đó từ tháng 11 tới thời điểm hiện tại là 11 tháng nó không hề ít nha cả nhà và khi 11 tháng đó đã trôi qua thì thị trường của chúng ta nó vấp phải một cái cú rơi đầu tiên đây gọi là cái cú rơi đầu tiên của thị trường trong một cái xu hướng uptrend và cái cú rơi này nó không hề nhẹ không hề đơn giản tí nào khi nó xảy ra hai nhịp rơi nó tạo ra cho thị trường chúng ta một cái cái mô hình hai đỉnh và với cái mô hình hai đỉnh này thị trường nó bị lao dốc rất là mạnh tuy nhiên là khi lao về một cái vùng mà cái vùng này là giống cái kiểu là cái vùng đáy dài của thị trường anh chị. Cái đáy rất là bền vững, đó là cái vùng MA200 á thì mọi người thấy cái gì? Thị trường nó nhanh chóng nó phục hồi, nó test đi test lại ở vùng này hai đến ba lần. Đấy và với cái việc mà test đi test lại như vậy á thì chúng ta thấy một cái điều, mặc dù hôm nay thông, tích, thông tin rất là xấu ra nhưng mà cái lượng cung trên thị trường gần như là gì? gần như là rất là thấp và cái lượng cung đó nó không ảnh hưởng yếu đến yếu tố tâm lý anh chị có nghĩa là lượng cung trong nhà đầu tư cá nhân nghĩa là nhà đầu tư cá nhân mà còn hàng á em đánh giá là không nhiều trong cái bối cảnh thời điểm hiện tại do đó nó mới tạo lên một cái vấn đề đó chính là mặc dù thông tin xấu ra nhưng mà thị trường của chúng ta nó không giảm điểm mà ngược lại nó còn tăng đấy chỉ là một cái vấn đề đâu đó thì cái lực mua vào của thị trường nó không còn quá nhiều bởi bởi vì cái sự dè dặt đến từ những cái thông tin tiêu cực là yếu tố thứ nhất. yếu tố thứ hai là thị trường của chúng ta nó chưa xác nhận được một cái trend xu hướng rõ ràng. nếu giả sử ở đây mà nó xuất hiện những cái phiên xác nhận thì em hứa với anh chị luôn dòng tiền nó sẽ chảy vào thị trường. và trong video ngày hôm nay em sẽ chỉ cho nhà đầu tư cái cách để một cái thị trường nó tạo đáy sau một cái nhịp điều chỉnh. thứ nhất là trong quá khứ chúng ta nhận ra thị trường nó có ít nhất là hai cách để nó có thể tạo được một cái vùng đáy trong sau một cái quá trình điều chỉnh. đây là cái điều đầu tiên này. Đấy, mọi người hình dung giúp em nè Đó là cái cách đầu tiên Khi mà thị trường của chúng ta nó có những cái cú rơi rất mạnh, rất nhanh Đó gọi là những cái cú bán tháo Và cái cú bán tháo đó luôn gắn liền với những yếu tố về mà cool machine Và khi cái yếu tố mà cool machine nó xảy ra nè Mọi người thấy cái gì giúp em Đó là gì Đó là tốc độ rơi thị trường rất cao Và cái sự bán tháo, bán thốc nó khiến cho nhà đầu tư nghĩ là uh, sắp chết đến nơi rồi và mọi thứ nó xảy ra rất là nhanh thì từ đó thị trường của chúng ta nó sẽ tạo ra một cái đáy hình chữ V đi lên phục hồi rất là mạnh đó và nhà đầu tư tổ chức cá mập người ta dựa vào những cái thông tin xấu, người ta dựa vào những cái sự hoảng loạn bán tháo đến cùng cực như vậy họ làm gì? Họ bắt đáy họ làm gì họ mua vào họ hốt xác họ mua những cái cổ phiếu được định giá rẻ trong quá trình hoảng loạn của nhà đầu tư dẫn đến tình trạng là giá cổ phiếu nó sẽ bật tăng rất là nhanh bởi vì sau khuôn mà xin đó là một cái bầu trời đúng không cả nhà đấy giống như ở đây nè mọi người nhớ đó ở đây là hồi xưa em có cùng nhà đầu tư cá nhân trải qua những cái giai đoạn này và thời điểm nó có những cái học viên gọi điện cho em hỏi là gì thời điểm đó là có học viên rơi cái phiên là khi thị trường nó rơi gần như là sàn luôn sáu phần trăm cái chỉ số vn index rơi 6,7% thì gần như 90% các cổ phiếu trên thị trường là sàng hết thì lúc đó là nó đã trải qua một cái vùng sàng liên tục rồi cả nhà thì có một cái học viên gọi điện cho em à, hỏi một câu khá là thú vị đó chính là à, an toàn ơi thầy toàn ơi liệu cái cổ phiếu em đang cầm nó có về không luôn hay không đó nó thể hiện cái gì cả nhà nó thể hiện cái mức độ hoảng loạn cực kỳ của nhà đầu tư cá nhân đấy đặc biệt là những cái nhà đầu tư cá nhân mới tham gia thị trường chứng khoán thì gặp những cái trường hợp đó cực kỳ hoảng loạn luôn thì lúc này á tổ chức nó sẽ lợi dụng điều kiện để nó đánh đó nó gom hàng những cái hàng mà bán giải chấp bán rẻ mà nhà đầu tư bị yếu tố tâm lý á, vác hàng ra bán tông bán tháo á, thì nó mua lại đó gọi là thị trường nó sẽ tạo ra một cái vùng đáy nhọn và vùng đáy nhọn này nó tạo ra bằng cách nào thì thứ nhất chúng ta phải thấy được cái sự hoảng loạn của nó khi thị trường nó rơi đùng 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 rơi muốn chết như vậy, cái đó là yếu tố thứ nhất. yếu tố thứ hai là thị trường nó sẽ có những cái cú tết lại rất là sâu trước khi phục hồi hình chữ V. Đấy mọi người nhìn này Và những cái yếu tố tạo đáy rút chân rất là mạnh Với cái độ bắt đáy với cái thanh khoản Và biên độ giao động của thị trường nó cực kỳ lớn Thì đó gọi là những cái vùng về đáy hoảng loạn Em lấy ví dụ cho anh chị về đây là một cái dạng về đáy hoảng loạn này cả nhà Nó xuất hiện một cái cú mà machine rất là mạnh Khi mà yếu tố thông tin về Covid-19 nó diễn ra ở Việt Nam Hình như em nhớ không nhầm thì thời điểm này Đó là cái cái cô Nhung đem Covid về Việt Nam đúng không cả nhà thì lúc này thị trường nó rơi hai cây sàng mà muốn chết đến nơi đó anh chị thì lúc này nó xuất hiện yếu tố rút chân và tiếp lại trước khi nó đi lên rất là mạnh gọi là đáy phục hồi hình chữ V đấy hay là cái đoạn covid 19 mà nó xảy ra trên toàn bộ thế giới á, thì mọi người thấy gì không thị trường nó rơi sang 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 liên tục trước khi nó tạo ra những cái vùng đáy hình chữ V với thanh khoản rất cao nha anh chị đây à. Đây gọi là những cái vùng đáy thanh khoản rất cao và cái sự phục hồi rất là lớn. Mọi người cứ hình dung giúp em, một cái phiên bùng nổ theo đà, một cái phiên xác nhận của thị trường nó kết thúc đau trên á mà cái độ phục hồi nó là 5%. Với cái thanh khoản tăng gấp đôi so với phiên hôm trước thì anh chị thử tưởng tượng coi cái lực cầu nó mua vào như thế nào. Hôm nay em nhớ là gần như tất cả các cổ phiếu là gì? Gần như trần hết cả nhà. Rất ít những cái cổ phiếu mà gì mà 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 không trần, đặc biệt là đa phần các cổ phiếu đều trần từ buổi sáng, đấy. đặc biệt là dòng chứng khoán tới tầm khoảng 10 rưỡi 11 giờ trưa á, là gần như các cổ phiếu nó trần hết rồi đấy đó là gì đó là cái sự xác nhận đáy một cách mạnh mẽ và dứt khoát Tuy nhiên á, ở thời điểm hiện tại thì chắc chắn là gì rất khó để xảy ra cái trường hợp như vậy bởi vì sao vậy cả nhà bởi vì cái độ FOMO á, cái độ mà cool margin trong cái bối cảnh thời điểm hiện tại em thấy không lớn và cái yếu tố về thanh khoản giao dịch thời điểm hiện tại nó cực kỳ chán nản và nhà đầu tư cũng chán nản cực kỳ khi mà cái 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 cú rơi của thị trường chúng ta nó không tạo ra một cái điểm nhấn bất ngờ nữa bởi vì nó rơi cách đây cả tháng rồi cả nhà đấy từ ngày từ tháng 8 tới giờ từ đầu tháng 9 tới giờ là gì là đầu tháng 10 rồi nó rơi cả tháng như vậy nó khiến cho tâm lý nhà đầu tư cực kỳ dày cực kỳ chán nản rồi và khi mà rơi cả tháng như vậy những cái nhà đầu tư nào mà gì mà mà lạc quan nhất em nghĩ cũng sẽ bán cổ phiếu rồi đúng không cả nhà đặc biệt là những cái cổ phiếu đang có lại. Còn những cái nhà đầu tư mà đang ôm những cái cổ phiếu lỗ thì gần như là gì? Gần như là chán nản quá rồi, không muốn giao dịch nữa. Vậy thì chúng ta phải quay trở lại một cái trường hợp tiếp theo để thị trường chung tạo đáy, đó chính là những cái vùng đáy về chán nản trên thị trường. Vùng đáy chán nản thì nó có rất nhiều những cái đặc điểm và những cái giai đoạn trong quá khứ em sẽ chỉ cho anh chị trong quá khứ nè. Đầu tiên, trong một cái ốc trên nha, trong một cái xu hướng tăng thì cái đáy chán nản đầu tiên nó xuất hiện ở cái chu kỳ cách đây khoảng 5 tháng, 6 tháng khi mà hệ thống bắt đầu đánh dầm chứng khoán ở đây nè thì mọi người thấy không nó xuất hiện những cái vùng đáy mà đặc biệt là những cái vùng đáy này nè nó xuất hiện những cái yếu tố thông tin cực kỳ chán nản luôn cái phiên này em nhớ là thị trường tài chính quốc tế cũng đón nhận những cái phiên rơi rất là kinh thị trường Milan rơi 3 phần trăm thị trường Mỹ rơi 1 2 phần trăm gì đấy Nói chung là kinh lắm cả thị trường tài chính quốc tế là nát hết đấy và lúc đó là đón nhận những yếu tố thông tin về về cái 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 banh gì lớn thật là lớn ở bên 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 gì bên mỹ phá sản ra anh à, nhầm bên châu âu nó phá sản bên thụy sĩ nó phá sản em quên tên rồi Đấy và lúc đó cái cái độ hoảng loạn của nhà đầu tư nó cực kỳ lớn tuy nhiên anh chị sẽ thấy là gì mặc dù cái độ hoảng loạn như vậy lớn nhưng mà làm gì ai còn hàng bán ra nữa trong khi là cái quá trình rơi nó nó đã diễn ra từ đây nè nó khiến cho nhà đầu tư quá chán nản rồi cuộc chơi nó nó chán nản cực kỳ nên khi thông tin xấu ra thì gần như nó chỉ có xuất hiện một cái phiên tác ao mà không có khối lượng nữa nghĩa là gần như ai chán nản lắm cũng bán ra rồi và nó tạo ra cho chúng ta một cái dạng mô hình về đáy kịp về khối lượng trong một cái khoảng thời gian rất dài. Đây gọi là cái mô hình đáy đó. Và cái mô hình đáy này nó kéo dài đâu đó khoảng hơn một tháng trước khi thị trường của chúng ta nó có một cái trên Và cái đáy này nó có rất nhiều những cái đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất đó chính là nó hướng xuống. Cái đặc điểm thứ hai đó chính là nó kiệt về khối lượng một cách chán nản cực cao độ. Thì lúc này thị trường nó tạo đáy và nó bước vào một cái trên mới. Đấy và quan trọng hơn cả là em nhìn thấy được cái giai đoạn này này nó cực kỳ giống cái giai đoạn trước đó khi mà yếu tố thông tin nó xấu nè là yếu tố thứ nhất này yếu tố thứ hai là nhà đầu tư chán nản cao độ này anh chị có tin là nhà đầu tư rất chán nản thời điểm hiện tại không? cho em thấy á em thấy nhà đầu tư chán nản Đấy, đặc biệt là gì nếu mà mọi người không tin thì mọi người sẽ coi nha Cái video ngày hôm nay của hệ thống ông Toàn Vlog coi được bao nhiêu lượt xem thì anh chị sẽ thấy cái độ chán nản của nó nhá Đấy, bình thường là gì? 3-4 đúng không? Hôm nay có thể là chỉ có 2 nghìn thôi Nên là mọi người phải để ý giúp em cái hiện tượng như vậy Hay là trước đó nó xuất hiện những cái vùng đáy chán hạn cũng tương tự như vậy nè Ở đây em nói là đáy chứ không đồng nghĩa với cái việc đáy ở đây nó sẽ kết thúc một cái quá trình rơi đấy ví dụ như ở đây nó xuất hiện một cái đáy chán nản khi mà thị trường của chúng ta nó có một cái nhịp rơi trước đó rồi đấy có một cái nhịp rơi và nó rơi xuống cái mức này nó không còn ai bán ra nữa đấy với những cái thông tin xấu cực kỳ xấu thì nó không phá đáy nữa nó kiệt về khối lượng và nó đi ngang đây trong vòng khoảng một vài tuần trước khi nó bước bốc đầu đi lên thì nó sẽ đi lên được một một thời gian nhất định đấy còn uptrend trên hay không chúng ta tính sau bởi vì để có một con sóng uptrend trên giả sử như ở đây nè nó vì sao nó không ốc trên cả nhà bởi vì tính chất của giai đoạn tăng giá này của thị trường nó khác hoàn toàn so với tính chất của giai đoạn tăng giá này của thị trường bởi vì giai đoạn tăng giá này gần như không có cổ phiếu dẫn dắt không có dòng dẫn dắt nhưng mà giai đoạn tăng giá này của thị trường thì sóng chứng khoán nó quá rõ nó dẫn dắt quá lớn rồi và đặc biệt cái cổ phiếu dẫn dắt dòng chứng khoán nó đi lên rất mạnh trong giai đoạn này nó kéo cả thị trường đi lên đó là đặc điểm cực kỳ khác biệt giữa một cái thị trường gì thị trường không có điểm tựa và thị trường có điểm tựa có nghĩa là sau cái giai đoạn tạo đáy của thị trường chúng ta sẽ bắt đầu đánh giá xem à liệu thị trường này có dòng dẫn hay không nếu có dòng dẫn đó là một trên kéo dài còn nếu nó không có dòng dẫn thì câu chuyện nó sẽ kết thúc sớm mọi người lưu ý nó chỉ là một cái nhịp hồi ở đây đấy và tiếp theo này em sẽ chỉ cho nhà đầu tư rất nhiều những cái đáy gọi là cái đáy chán nản trong cái giai đoạn trước đó của thị trường này ví dụ ở đây này khi thị trường của chúng ta nó rơi xuống gần như không còn khối lượng này mọi người thấy cái gì ở đây mọi người thấy cái gì ở đây tăng cũng không có khối lượng mà giảm cũng chả có khối lượng luôn nghĩa là gì nhà đầu tư chán lắm rồi và khi nhà đầu tư chán lắm như vậy em nói thiệt với anh chị là gì là cái câu chuyện là người ta chả muốn chơi nữa và khi không muốn chơi như như vậy nữa thì thường thị trường nó sẽ tạo ra được một cái vùng đáy cho một cái chu kỳ tăng giá tiếp theo ví dụ đây là một cái vùng đáy rất lớn của thị trường khi mà thị trường nó bắt đầu nó chán nản ở đây nè đấy dòng họ anh em chúng ta chán nản hết đúng không nhỏ lẻ người ta chán nản hết thì câu chuyện nó sẽ là cái sự xác nhận ở trên đây tuy nhiên là xác nhận ở trên đây thị trường nó không lên mặt Đấy nhưng mà rất nhiều những cái cổ phiếu nó lên tính bằng lực. Đấy ví dụ thời điểm đó chúng ta thấy được là gì? Vì sao thời điểm đó nó có một cái con sóng chứ không phải là một cái nhịp hồi của thị trường như cái nhịp này? Bởi vì sao cả nhà? Bởi vì giai đoạn này, một con sóng nhìn về thôi nó đi từ vùng đáy lên từ vùng khoảng 850 mà lên vùng 1000 và nó duy trì ở trên nó đâu đó khoảng gì? Khoảng 10 tháng, đúng không? Thì cái câu chuyện nó có nghĩa là gì? là thị trường ta up trên 10 tháng mặc dù thị trường đi ngang nhưng có rất nhiều những cái cổ phiếu nó tăng bằng lần ví dụ thời điểm nó là sóng bất động sản khu nghiệp với những cái cổ phiếu dẫn dắt như ntc này phr này đấy nó set up và cái giai đoạn mà thị trường chung tạo đáy anh chị sẽ để ý giúp em một cái vấn đề đó chính là chính là những cái giai đoạn mà cổ phiếu nó tạo ra những cái vùng nền tích lũy kiệt về khối lượng nó chuẩn bị cơ sở cho những cái giai đoạn tăng giá tiếp theo thì đối với những cái cú đáy như vậy anh chị cũng phải lưu ý giúp em nếu cái đấy nó hình thành được ở cái trạng thái chán nản ví dụ như là thời điểm đó anh chị nhìn là khi mà nó rơi xuống gần như không có thanh khoản và không có những yếu tố về thông tin á thì mọi người thấy cái gì nó phục hồi nè không có khối lượng giống thời điểm hiện tại không cả nhà giống có thể là thị trường hiện tại nó đi như thế này luôn là chuyện bình thường như nói nó không có khối lượng nè nhưng mà trong cái khoảng thời gian đi lên như thế này nè nó là cái nơi tích lũy gom hàng của rất nhiều những cái cổ phiếu ví dụ thời điểm đó nè em chỉ cho anh chị nè thời điểm đó có cổ phiếu NTC này tích lũy nè đấy thị trường chán nạn cổ phiếu tích lũy nè hay là những cái cổ phiếu như VEA nè đấy thị trường chán nạn cổ phiếu tích lũy nè những cái cổ phiếu như là MWG nè đấy thị trường chán nạn cực kỳ cổ phiếu tích lũy nè hay là những cái cổ phiếu như FPT nè thị trường chán nạn cao độ ở đây nè thì mọi người thấy gì không đó chính là môi trường tuyệt vời nhất cho những cái cổ phiếu này nó tạo ra những cái mô tích về tích lũy phía dưới trước khi nó bước vào một con sóng tiếp theo thì đó chính là cái thời điểm rất quan trọng và then chốt của thị trường trong giai đoạn sắp tới mà em nghĩ thị trường của chúng ta rất dễ xảy ra cái tình trạng này đấy hay là quay trở lại trong quá khứ nữa nè mọi người nhìn nè có rất nhiều những cái thị trường như vậy mà em thống kê lại cho anh chị để mọi người nhìn thị trường này dưới góc độ là ở à, không phải là ngày một ngày hai nó không phải cái việc mà ở hôm nay thanh khoản cao thì nó là tốt hay là nó là xấu mà nó sẽ là những cái giai đoạn mà chúng ta cần đánh giá thị trường ví dụ như ở đây nè là những cái vùng mà khi thị trường chung nó phục hồi lên gần như không có thanh khoản ở đây nè mọi người thấy gì không không có thanh khoản đó là chuyện bình thường nhưng mà sau đó nó vẫn đi lên ở mầm bởi vì sao vậy cả nhà bởi vì không phải vùng đáy nào đi lên của thị trường cũng đòi hỏi những yếu tố về thanh khoản cao nó có những cái vùng đáy thanh khoản không cao đấy bởi vì sao bởi vì tính chán nản và cái độ tạo đáy của thị trường nó sẽ kéo dài giống như thời điểm hiện tại thì quan điểm của em ạ thị trường của chúng ta nó rất khó để vào được một cái pha ốc trên ngay nhớ nhé rất khó bởi vì đa phần các cổ phiếu trên thị trường nó chưa tạo được các dạng mô típ về tích lũy đủ lớn hoặc là các mô típ để gì để kiến tạo cho một cái chu kỳ nên là cái độ mà để à, xác nhận đáy để đi lên âm âm phục hồi nó phát triển luôn thì rất là khó nhưng mà cái kịch bản rất cao là thị trường này nó sẽ tạo ra được một cái vùng biên tích lũy ở đây hoặc là ở đây Đấy, đa phần là em nghĩ là nó sẽ tạo vùng biên tích lũy loanh quanh cái vùng gáp trên đây nè Nó có thể phục hồi lên đâu đó khoảng nghìn, vùng nghìn hai Trước khi tạo ra một cái biên loanh quanh loanh quanh đây vài tháng để lên tiếp Chứ còn thời điểm hiện tại động lực để nó lên nhiều em đánh giá nó không cao để chứng minh và làm rõ cái quan điểm này em sẽ chứng minh cho anh chị như thế này này bởi vì hôm nay khi thị trường nó phục hồi như thế này bởi bởi những yếu tố thông tin trên thị trường thì chúng ta biết được có một cái rất là hay ví dụ như cái cổ phiếu như SSI này mọi người nhìn thấy cái gì giả sử nha trường hợp rủi ro những cái vùng này là cái vùng tái phân phối trước khi cổ phiếu rơi tiếp thì hôm nay là những cái thời điểm mà thông tin nó ra cực kỳ nhạy cảm thì nó phải chết Đấy thì nó phải rơi Nhưng mà cái vấn đề cổ phiếu này nó đang tạo được một cái vùng đáy rất cứng Có nghĩa là gì? Là dù thông tin xấu nó không rơi Vậy thì thị trường chúng ta đa phần nó đều tạo ra những cái cấu trúc như vậy Hôm nay có Nam Kim nè, mọi người thấy gì không? Cái cấu trúc của nó phá một lần đáy không thủng nè Hồi lên là phá lần thứ hai không thủng nè Hồi lên phá lần thứ ba không thủng Ba lần phá không thủng Và cái câu chuyện gì xảy ra cả nhà Hôm nay ra một thông tin xấu thì nó kéo Mọi người hình dung không? Nghĩa là cái vùng này chính là cái vùng củng cố của cổ phiếu, của thị trường. Không phải một mình cổ phiếu Nam Kim, không phải một mình cổ phiếu SSI, mà có rất rất nhiều cổ phiếu trên thị trường nó đều đi theo cái mô tiếp này. Dẫn đến tình trạng là gì? Thị trường đi theo mô tiếp này. Đó là lý do tại sao thị trường này em cứ khẳng định đi, khẳng định lại với quý anh chị. Đó chính là thị trường nó tích cung tích cầu ở vùng đáy để nó tạo ra một cái vùng đáy trước khi mà nó đi lên trở lại. Đấy, để chứng minh làm rõ điều này em sẽ đi phân tích qua các dòng các ngành cho mọi người hình dung kỹ hơn về cái quan điểm phân tích của em anh chị nhá Đầu tiên nè, chúng ta sẽ đi phân tích cho anh chị về cái cổ phiếu ngày hôm nay tăng mạnh đi, FPT Đây là một trong những cái cổ phiếu mang tính chất dẫn dắt cái thị trường chứng khoán Việt Nam trong rất nhiều những cái chu kỳ trước đó Đấy, và mọi người sẽ nhìn thấy những cái cổ phiếu như FPT sau một cái quá trình tích lũy trong downtrend rất là lâu rất là dài thì cổ phiếu nó đã xuất phát một cái giai đoạn tăng trưởng mới Đấy bởi vì sao? Mọi người nhìn này, cứ mỗi up trên là cổ phiếu này nó lại vượt đỉnh. Mọi người nhìn này. Đây là tích lũy phía dưới này, cứ mỗi up trên, đây là up trên mà em vừa mới giới thiệu với anh chị này thì cổ phiếu vượt đỉnh. Đây là up trên này, cổ phiếu vượt đỉnh. Chu kỳ nào up trên thì cổ phiếu này nó cũng xuất hiện những yếu tố vượt đỉnh à Mọi người thấy hay không? Và thời điểm hiện tại nó cũng tương tự như vậy, sau một cái quá trình tích lũy gom hàng một thời gian rất dài thì cổ phiếu giai đoạn này bước vào quá trình vượt đỉnh và bắt đầu đi lên rất mạnh mẽ thì những cái cấu trúc này gọi là những cái cấu trúc về tăng trưởng và hôm nay nó có một cái phiên đây nè em nói với anh chị luôn nè đây là phiên xác nhận đáy của cổ phiếu Còn cái việc mà xác nhận đáy Nó đi lên hay chưa thì câu chuyện đó chúng ta phải đánh giá thêm Ví dụ ở đây nè Nó có những yếu tố tạo ra một cái mô hình về cốc có tay cầm Hoặc là vai đầu vai ngược ở đây nè Thì nó sẽ đi lên Còn trường hợp mà nó lên đây nó rung lắc Nó tết cung tết cầu nó giảm về đây Thì nó sẽ tạo ra một cái mô tiếp tích lũy trước khi đi lên mới Chúng ta không biết được Nhưng mà ở đây nó xác nhận cho anh em một cái vấn đề Đây chính là cái đáy ngắn hạn của đó thì rõ ràng nó sẽ bước vào cái nhịp phục hồi hoặc tá tích lũy trở lại trong giai đoạn tiếp theo đấy mọi người cũng phải lưu ý giúp em những cái cổ phiếu lớn như vậy bởi vì những cái cổ phiếu lớn này nó có xu hướng tăng và nó thuộc về những cái cấu trúc về tăng trưởng của thị trường anh chị nhá tiếp theo nè dòng ngân hàng này em chị cho anh chị nè những cổ phiếu này là thuộc về bóc cung rồi thôi xu hướng nó là xuống lên ví dụ như bia đi đúng không nè mọi người nhìn nè cái xu hướng chủ đạo của nó vẫn là tích lũy nhưng mà cái tích lũy của nó khá là tích cực bởi vì trong quá trình tích lũy nó thì thanh khoản nó thấp đấy đây không phải là đau đây là tích lũy và quá trình tích lũy lúc nào nó cũng sẽ có cú rủ như thế này thì mọi người cứ chờ thôi chờ thôi hay là những cái cổ phiếu như vb ban này em chỉ cho anh chị nè hôm qua em làm video em phân tích về con này đúng không cú tổng có phân tích này thì mọi người thấy cái gì thanh khoản nó kỳ quệ này nó gần như là gì khi thị trường chung rơi nó rơi nhưng mà nó gần như không thể thủng đáy được nữa khi mà thị trường nó đổ đều này đáy một của thị trường tương tự với đáy một của VIBAN này thị trường rơi đáy hai nè đấy thùng đáy trước nè nhưng cổ phiếu này nó không thủng đáy ba rơi sâu hơn nè cổ phiếu này nó tạo đáy sau cao hơn đáy trước nghĩa là gì với thanh khoản kiệt quệ mọi người hình dung nè tạo đáy đáy hai đáy một anh à nhầm đáy ba cao hơn đáy hai đáy hai cao hơn đáy một với thanh khoản ngày càng kiệt quệ nghĩa là cổ phiếu này muốn bán không có người mà bán ra nữa đấy có nghĩa là gì là cổ phiếu này được thu gom một cách mạnh mẽ tới thời điểm hiện tại thì rất dễ những cổ phiếu này nó sẽ bung nóc nó chạy trong cái giai đoạn sắp tới khi thị trường nó tạo ra những cái cú phục hồi hoặc là cú tái tích lũy trở lại đúng cả nha đấy giống kiểu là thị trường này nó cổ phiếu này nó xuất hiện đáy rồi nhưng mà thị trường của chúng ta nó vẫn chưa có yếu tố xác nhận đáy thì đây gọi là điểm mua đầu tiên nè à. đấy mặc dù cái cấu trúc của nó cũng dao động đúng không nhưng mà mọi người nhìn thế này thôi nhưng mà cái biên độ dao động nó không bao nhiêu đâu nó một trạng thái biên độ thu hẹp 10% này 5% này. Đấy nó có thể kéo lên một phiên ngày mai đây Nó xác nhận đây Nó tạo ra một cái biên độ thu hẹp ở đây nữa Trước khi mà nó bước vào một quá trình tăng tốc mạnh Anh chị lưu ý giúp em Đấy, hay là dòng này chúng ta thấy là rất nhiều những cái cổ phiếu ví dụ hôm nay CTG này, nó bán thanh khoản thấp như thế này nè. Đấy, em sẽ lấy ví dụ cho anh chị CTG trong quá khứ nó có cái cấu trúc tương tự như vậy luôn, không khác cái gì nè. Đấy mọi người nhìn nè. Hồi xưa nè. Hồi xưa nó bán bán không thanh khoản nó bán xuống như thế này này. Thấy không? Mọi người thấy không? Thì nó phục hồi chả có khối lượng. Nói mọi người nhìn những phim phục hồi này, nó chả có khối lượng thì nó sẽ có xu hướng tết lại đáy này. phục hồi không có khối lượng này tết lại đáy tết lại đáy nó củng cố vùng đáy này trong một thời gian thì nó bung nắp nó chạy nhớ kỹ giúp em những cái cấu trúc như vậy bởi vì những cái vùng này, này gọi là cái vùng củng cố và khi thị trường chúng ta nó thiết lập được vùng củng cố đó thì cứ yên tâm lo gì phục hồi đúng không hay những cái cổ phiếu như stb thời điểm hiện tại anh chị thấy cái gì dòng banh là một cái dòng trụ rất là cứng cho thị trường mà những cái cổ phiếu này nó vẫn giữ được trên xuống tăng là một thứ hai là nó gần như không ai bán ra ở đây cái câu chuyện của nó là gì là khi thị trường chung nó điều chỉnh thì những cái cổ phiếu này, này nó tạo ra một cái mô hình tích lũy tái tích lũy phía trên thì rất dễ nếu thị trường chúng ta có sự phục hồi thì những cái cổ phiếu này nó sẽ làm kim chỉ nam cho thị trường đấy cả nhà gọi là nó phục hồi đầu tiên đấy nên là mọi người phải lưu ý ở đây không phải là đau trên của cổ phiếu đâu đấy đao trên nhưng mà càng bán xuống khối lượng càng không có đó là cái sự mâu thuẫn rất lớn trên thị trường mà trong rất nhiều những video mà khi thị trường rơi xuống em có cảnh báo với quý anh chị và cái sự mâu thuẫn nó càng kéo dài nghĩa là gì cái lượng cung nó càng kiệt quệ và khi cái lượng cung nó càng kiệt quê đến cái mức mà gì mà mà không còn am mua bán nữa thì thị trường nó sẽ chính thức tạo một cái đáy chán nản mà theo quan điểm của em thị trường hiện tại rất dễ xảy ra tình trạng đó nên là trong cái bối cảnh giai đoạn sắp tới thị trường thì chắc chắn rồi anh chị mọi người sẽ càng thêm chán nản thôi chứ chả được cái gì đâu đấy thị trường này nó còn lên xuống dập dìu đây một thời gian rất là dài cho anh chị ông nào chán 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 thì thôi nhưng mà vấn đề để, để trong cái giai đoạn này mọi người nhìn được là à, thị trường nó là đau trên hay là một cái thị trường chán nản để tạo đáy á? thì anh chị nhớ giúp em nè mọi người phải nhìn vào các cổ phiếu trong một cái thị trường mà nó chán nản để nó tạo đáy thì rất nhiều những cái cổ phiếu nó sẽ kiệt với khối lượng và bắt đầu đi lên cho một cái chu kỳ mới hình dung cả nhà nó giống như năm 2019 mà em chị với anh chị ạ khi thị trường nó chán nản ở đây nè nó tạo ra vùng đáy mà cực kỳ chán nản ở đây nè thì rất nhiều những cái cổ phiếu ở đây nè mọi người nhìn nè rất nhiều người gì sợ đau trên đấy nhưng mà anh chị nhìn như em thứ nhất thanh khoản thứ hai là gì có rất nhiều những cái cổ phiếu nó chuẩn bị sẵn sàng cho một cái chu kỳ mới ở đây. đấy nó đi lên hay là những cái cổ phiếu như NTCPHR phr này. nó kịp về khối lượng nó đi lên trong cái bối cảnh thị trường chán nản như thế này luôn thì mọi người nhận diện được là ở à, thị trường này chính là nơi kiến tạo cho các siêu phẩm thì lúc đó là thị trường tạo đáy còn trong cái bối cảnh mà thị trường này này cả nhà đấy thị trường gọi là bull trap down trend thì nó lại có đặc tính khác biệt ví dụ như là thị trường có đặc tính khác biệt như ở đây thị trường kiến tạo cho down trên ở đây này đây à nè giả sử như một cái pha phục hồi pha chán nản kiến tạo đây này thì mọi người nhớ trong giai đoạn này gần như không cổ phiếu nào mà nó tăng thuộc dạng tăng đúng của nó mà chủ yếu là những cái pha phục hồi thôi ví dụ thời điểm nó có hdc này mọi người thấy gì không nó gần như nó chưa có dấu hiệu tạo đáy ở đây luôn Đấy, rất nhiều ông lao vào đu những con này rủi ro đây những cái nhịp phục hồi này mà ấp trên cái gì đúng không không phải nó không có tích lũy thì lấy gì mà nó lên được hay là những cái cổ phiếu như là kbc thời điểm đó này rất nhiều ông hô hào em là sóng bất động sản công nghiệp nhưng mà mọi người nhìn giúp em này, nó gần như nó chưa có những cái mô tiếp về tích lũy đáy trước khi đi lên mà trước đó nó trải qua một quá trình đào trên lấy gì mà lên hay là thời điểm đó này những cổ phiếu như edc này, nó kéo à mầm đúng không? Nhưng mà nó đâu có mô tiếp nào tích lũy đâu, gọi là một cái nhịp phục hồi tương đối của nó thôi. Hay là thời điểm nó nổi nhất là con HAG. Đấy mọi người thấy không? Nó gần như nó đi lên phục hồi từ đáy nó dựng ngược đi lên. Nó rất nhiều ông hô hào những cổ phiếu này nhưng mà anh chị nhìn lại giúp em, nó có tích lũy đâu mà lên. Nó không có một cái nguyên nhân rõ ràng thì lấy gì mà lên. Và khi mà nó không tạo ra được nguyên nhân đó thì quá trình tăng của nó không phải bền vững. Thì lúc này nó sẽ đi kèm với những cái cú rơi của thị trường. Nhớ kỹ. Nhớ kỹ. Đấy, nên là quan điểm của em á, trong giai đoạn sắp tới của thị trường mà nếu nó xuất hiện những cái trạng thái chán nản thì mọi người không được chán nản chung mà anh chị phải tập trung nhìn xem à, liệu thị trường này là bô hay là thị trường này là thị trường kiến tạo mà quan điểm của em thời điểm tại rất nhiều những cổ phiếu nó thuộc dạng kiến tạo anh chị nhá đấy lấy ví dụ cho nhà đầu tư những cái cổ phiếu như là mb này những cổ phiếu nào là thuộc dạng kiến tạo này nhưng mà nó chưa đủ thời gian tích lũy để đi lên đấy hay là techcom này những cổ phiếu này là thuộc dạng siêu kiến tạo luôn chứ không phải là kiến tạo bình thường ở đâu đấy đó là siêu tích lũy nhưng mà nó chưa đủ thời gian thì nó chưa đi lên được vậy thôi nó chưa đủ tích lũy nó chưa tới thiên thời địa lợi nó thì chưa đi lên được do đó thời điểm hiện tại em vẫn quan điểm với anh chị em đó chính là thị trường này tốt thị trường này tốt là môi trường kiến tạo tiếp theo này anh chị nhìn giúp em dòng chứng khoán này. dòng chứng khoán là cái dòng mà nó ở đỉnh cao của cái chu kỳ vừa rồi và khi thị trường nó rơi thì những cái cổ phiếu này có xu hướng quay lại những cái vùng rơi ví dụ giả sử hôm nay anh chị nhìn những cái phiên này đấy thì nó chỉ cách đỉnh đâu đó khoảng mấy phần trăm cách đỉnh cao nhất của nó đâu đó khoảng bao nhiêu khoảng tám phần trăm thôi hình dung không nó đi lên bao nhiêu phần trăm nó đi lên từ vùng đáy đi lên à nó đi lên một trăm phần trăm mà bây giờ nó chỉ cách đỉnh tám phần trăm thôi đây là câu chuyện gì đây là câu chuyện của những cái cổ phiếu leader cho chu kỳ đấy và những cái cổ phiếu này nếu nó tạo được vùng củng cố này thì nó sẽ test lại vùng đỉnh trước này anh chị đấy mọi người cứ yên tâm đi nó test lại vùng đỉnh trước thì lúc này sẽ là cái thời điểm mà hệ thống ông toàn vlog sẽ bắt đầu chốt lại cho những cái cổ phiếu thuộc cái chu kỳ vừa rồi ví dụ như chu kỳ vừa rồi là hệ thống đánh vào những cái điểm phía dưới này cả nhà những cái điểm phía dưới này những điểm này nè điểm này nè điểm này nè thì cái giai đoạn này sẽ là cái giai đoạn chốt lại lần đầu của hệ thống ông toàn vlog khi mà chúng ta đánh những cái dòng cổ phiếu mạnh nhất thì anh chị sẽ thấy có một lợi thế rất đặc biệt đó chính là khi thị trường chung nó rơi nó đảo chiều các cổ phiếu nó rơi 40 50 phần trăm rơi nát sàn đây thì những cái cổ phiếu như SSA nó chỉ rơi 8 phần trăm từ đỉnh thôi được không được đây nè đa, nó rơi bây giờ nó phục hồi còn 8 phần trăm đỉnh chưa nói những cái cổ phiếu mạnh nhất chu kỳ vừa rồi như FTS nè gần như nó đang ở đỉnh cũ vậy thì chiến lược của chúng ta trong giai đoạn này là đánh giá cổ phiếu đánh giá thị trường để chốt lại giai đoạn vừa rồi Trước khi bắt đầu một chu kỳ mới, anh chị nhớ kỹ giúp em nhé, chứ không phải là ở thời điểm hiện tại chúng ta lao đầu vào chúng ta đánh những cái cổ phiếu dòng chứng khoán đâu. Tuy nhiên dòng chứng khoán nó có một cái câu chuyện rất hay trong cái bối cảnh thời điểm hiện tại, đó chính là cái KRX thì thua, KRX thì nó kể quá nhiều rồi, nó lớn rồi cả nhà. Tuy nhiên là thời điểm hiện tại là thời điểm của kết quả kinh doanh, nhớ, mùa báo cáo kết quả kinh doanh, thì thời điểm đó mọi người nhìn này, hình dung đi cái quý này có phải là dòng chứng khoán em nói thiệt với anh chị là báo lãi nhiều lắm thậm chí là cả toàn bộ thị trường rồi rất nhiều những cái cổ phiếu nó báo lãi. vì sao vì thời điểm hiện tại nền kinh tế phục hồi và chắc chắn rồi chứng khoán là một trong những cái ngành nghề phục hồi mạnh nhất tốt nhất vì sao vậy em biết vậy anh chị vì em làm trong nghề mà đấy doanh thu lợi nhuận của anh chị em làm môi giới đúng không doanh thu phí nét tăng trưởng phí nét tăng trưởng doanh thu lợi nhuận rất là tốt các cổ phiếu tự doanh nó cũng tăng bởi vì sao chu kỳ vừa rồi lớp trên nên là cái kết quả kinh doanh của quý này của những cái cổ phiếu dòng chứng khoán nó rất là tốt đó là cơ sở mà chúng ta kỳ vọng về những cái nhịp phục hồi về đỉnh của những cái cổ phiếu này đấy bình thường tới cái kỳ kết quả kinh doanh thì luôn xảy ra những cái áp lực chốt lại vì sao vì thời điểm nó nó xảy ra những cái cú chạy nước rút tăng tốc mạnh của cổ phiếu nhưng mà thời điểm hiện tại thì sau một cái cú rơi gặp kết quả kinh doanh tốt thì mắc gì nó phải rơi nữa anh chị nó sẽ phục hồi ví dụ vin những cổ phiếu này kiểu gì kết quả kinh doanh không tốt đúng không thì sao thì câu chuyện của nó là phục hồi về đáy thì đây chính là giai đoạn phục hồi đi lên của nó đấy phục hồi đi lên hay là những cái cổ phiếu như agr này tết đáy tết đi tết lại này những cổ phiếu nó cực kỳ dễ phục hồi đi lên cts này fts này HCM này, test đáy lần 1, test đáy lần 2, lần 3, lần 4 Nó xác nhận một cái nó về đỉnh ngay anh chị Chả vấn đề gì đâu MBS tương tự này Những cái cổ phiếu này mà anh chị mua gần như là coi như là không có chuyện gì xảy ra luôn cái tư duy của em á, nó khác rất nhiều so với cái tư, tư duy trên thị trường anh chị sẽ thấy là đi đâu á, người ta cũng đi phân tích về cái chỉ số thị trường chung đúng không nhưng mà quan điểm của em á, cái đó không phải là cái quan trọng nhất để chúng ta chinh chiến trên thị trường cái quan trọng nhất mà em gọi là gọi là cái mấu chốt vấn đề để em chiến đấu trên cái thị trường chứng khoán việt nam đó chính là em chỉ trả lời một cái câu hỏi thôi những cái cổ phiếu nào dòng nào đang là mạnh nhất trên thị trường để làm gì cả nhà để làm gì để mua vào những cái dòng cổ phiếu những cái cổ phiếu tốt nhất từ đó nếu rủi ro của thị trường nó xảy ra thì những cái cổ phiếu mạnh hơn thị trường những cái cổ phiếu tốt nhất thị trường đó nó sẽ gắn cái rủi ro cho chúng ta nó giống như mbs này nó là một trong những cái cổ phiếu mà giai đoạn vừa rồi hệ thống mua và anh chị thấy gì nó mạnh hơn thị trường một bậc đấy mua ở đỉnh này mà có chết đâu mua ở đỉnh thị trường đỉnh này, này. rất nhiều anh chị em tung hô nhau về cái việc bán ở ngay đỉnh nhưng mà khi anh chị bán ở ngay đỉnh này thì đỉnh của thị trường đúng không đúng nhưng có phải định cổ phiếu không? Câu trả lời là không. Vậy anh chị chọn mua bán ở đỉnh thị trường hay là bán ở định cổ phiếu? Cái đó là tùy anh chị. Nếu mà thời điểm đó anh chị bán gọi là clear danh mục ở cái vùng đỉnh của thị trường đi, coi như cầm tiền 100% đi thì rõ ràng anh chị sẽ thoát được cái nhịp rơi này. Nhưng cái vấn đề của em em không thích trả lời câu hỏi như vậy. Em trả lời câu hỏi là gì? Cổ phiếu nào tốt nhất thị trường? Để em làm gì? Mua. Mua. Mua vào luôn, bất chấp thị trường chung điều chỉnh là chuyện bình thường anh chị nó bởi vì sao cả nhà bởi vì có một cái nguyên lý bất di bất dịch trên thị trường á, mà anh chị cần nhớ giúp em trong cái video ngày hôm nay em chia sẻ đó chính là nếu nhà đầu tư đánh vào được những cái cổ phiếu tốt nhất trên thị trường thì nó sẽ giúp anh chị triệt tiêu đi kết rủi ro của thị trường nhớ nha em lấy ví dụ cho nhà đầu tư trong cái giai đoạn trước đó cổ phiếu DG này. em chỉ cho anh chị một cái trường hợp nó giống tương tự nhịp này mà em trả đi trả lại rất nhiều trên thị trường rồi em chỉ nhắc đi nhắc lại cho anh chị thôi nè Ví dụ như ở đây nè. Nói cho anh chị nghe nè. Cái thời điểm đó DTG là một trong những cái cổ phiếu mạnh top một thị trường luôn. Đấy và khi thị trường chung nó tạo đỉnh ở đây cổ phiếu nó không điều chỉnh nè. Đấy. Và khi thị trường chung rơi thì gần như cái cổ phiếu này nó vượt đỉnh luôn. Đấy câu chuyện nó là như vậy. Đúng không? Mọi người nhìn này, thị trường rơi ở mầm, các cổ phiếu rơi 50 70% là bình thường. Nhưng những cái cổ phiếu này nó vượt đỉnh giai đoạn đó. Thì những cái cổ phiếu này thuộc về những cái cổ phiếu mạnh nhất trong giai đoạn vừa rồi. Nên là khi đánh chúng ta phải lựa chọn và cố gắng làm sao đi vốn vào được những cái cổ phiếu như vậy. Nó mới giúp anh chị là gì? Triệt tiêu được những cái rủi ro giống như vừa rồi. Khi thị trường đi lên như thế này nè, em có phân tích rất nhiều về cái vấn đề cho anh chị em có phân tích nhà đầu tư rất nhiều những cái vấn đề về rủi ro của thị trường khi thị trường đi lên như vậy và em kiên quyết cho nhà đầu tư đánh full cái dòng chứng khoán bởi vì sao vậy cả nhà bởi vì dòng chứng khoán là cái dòng mạnh nhất thị trường và khi mà dòng chứng khoán mạnh nhất thị trường thì nó giúp cho nhà đầu tư triệt tiêu được những cái rủi ro trong ngắn hạn của thị trường bởi vì mỗi lần thị trường chung điều chỉnh á thì ok nó sẽ điều chỉnh mỗi lần thị trường chung điều chỉnh thì ok dòng chứng khoán sẽ điều chỉnh chứ chả có thể nào mà 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 đi ngược được nhưng mà sau mỗi nhịp điều chỉnh của thị trường thị trường chung điều chỉnh nó bùng nổ mạnh hơn đúng không điều chỉnh xuống tạo đỉnh một cổ phiếu này vượt đỉnh tiếp theo là gì khi thị trường chung đi lên những cái cổ phiếu này đi lên mạnh hơn khi thị trường chung phục hồi những cái cổ phiếu này phục hồi tốt hơn có phải là nó giúp cho anh chị à, lỡ may không bán được ngay đỉnh thì nó chi tiêu rủi ro cho nhà đầu tư không thậm chí là gì Thậm chí là khi mọi người tư duy và đánh vào những cái cổ phiếu hàng đầu trên thị trường á, thì mọi người quên đi uh, phân tích chỉ số chung. Em nói thật với anh chị như vậy, nên là quan điểm của em á, mặc dù mua cổ phiếu ở dưới đây nè, mặc dù nhìn thấy được những cái cú gì, cú rơi như thế này mà hệ thống vẫn không bán. Đơn giản vì sao? Bởi vì em biết là uh, dù nó, những cổ phiếu này mạnh nhất nếu thị trường phục hồi nó sẽ là những thằng phục hồi đầu tiên. Vậy thì nó về đỉnh đầu tiên nó giống như con FTS á. Vì sao ngày nào em tự hào nói với nhà đầu tư là bây giờ không biết con này làm sao. Bây giờ muốn bán nó ngay định chả muốn bán. Bởi vì sao? Bởi vì những cổ phiếu này là mạnh hàng đầu. Khi anh chị mua được những cái cổ phiếu này rồi, khi thị trường chung rơi nè, anh chị bán sàn này à? không? Đợi nó phục hồi. Và nó phục hồi thậm chí bây giờ nó có xu hướng vượt đỉnh ngày mai nó vượt đỉnh nữa thì 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 còn không muốn bán nữa anh chị. Chứ đừng có nói chuyện là bán ngay đỉnh của thị trường chung Bởi vì những cái cổ phiếu này là cổ phiếu top 1 Và khi anh chị đánh vào những cái cổ phiếu top 1 Trong các chu kỳ sau mọi người nhớ giúp em một cái tư duy Hãy tập trung hoàn toàn vào những cái cổ phiếu top 1 thị trường Để mọi người có thể bỏ qua được những cái rủi ro ngắn hạn trên thị trường Em lấy ví dụ cho nhà đầu tư hồi xưa nè Khi mà VN đất nó biến động như thế này nè Đấy em chỉ cho anh chị nè Năm 2019 khi thị trường nó biến động nó dao động lỏng này nó rơi này nó phục hồi này nó rơi này mọi người nhìn thấy nó gớm không nó gớm cực kỳ vậy làm sao để anh chị sống sót qua những cái giai đoạn này mọi người đi phân tích chỉ số chung để bắt đáy ở bán ở đỉnh hả chị đố mà mọi người làm được nhưng mà thời điểm đó có một cái chiến lược như thế này đó chính là mọi người phải tập trung hoàn toàn vào những cái cổ phiếu mạnh hơn thị trường ví dụ thời điểm đó có những cái cổ phiếu như ntc này, mạnh hơn thị trường thì cái việc mà khi anh chị đánh vào những cái cổ phiếu mạnh hơn thị trường ở đây này thì rõ ràng là gì? Thị trường chung điều chỉnh. Cổ phiếu này nó sẽ trở nên mạnh hơn. Thị trường chung phục hồi. Những cái cổ phiếu này kéo ầm ầm. Vậy thì anh chị sợ thị trường chung hay là sợ cổ phiếu? Sợ lúc đó chả còn sợ. Chỉ có việc ngồi nắm giữ, chọn cổ phiếu mạnh, nắm giữ và đi chơi thôi. Hay là thời điểm đó nó có rất nhiều những cổ phiếu như FPT này. Em vừa mới giới thiệu cho anh chị này giả sử như mọi người đánh giá được những cái cổ phiếu mạnh trên thị trường như FPT mọi người mua vào trong giai đoạn này anh chị có còn đi phân tích cái chỉ số chung ở đây để mua bán theo chỉ số chung không em nói thật với nhà đầu tư là chả ai chọn cái phương án đó người ta sẽ chọn phương án là gì mua rồi nắm giữ kệ thị trường chung nó dao động bởi vì khi thị trường chung điều chỉnh này cổ phiếu này thậm chí ok nó vẫn điều chỉnh đúng không thị trường chung điều chỉnh ở đây ok nó vẫn điều chỉnh nhưng điều chỉnh xong nó còn mạnh hơn cứ điều chỉnh xong nó như một quả bóng tennis nó bật ngược nó đi lên và nó cứ mỗi lần thị trường chung điều chỉnh thì nó mạnh hơn vậy thì việc gì anh chị phải giao dịch mua bán việc gì phải dự báo thị trường chung cho nó mệt đặc biệt là trong những cái bối cảnh thị trường chung á mà nó không tạo ra được một cái chen xu hướng đủ mạnh á nó không tạo ra một cái ốp đủ lớn á thì mọi người phải bám vào cổ phiếu nó giống như giai đoạn vừa rồi mà em chia sẻ với quý anh chị một cái vấn đề mà ngày nào em cũng đọc trong mồm anh chị mà không biết là tới thời điểm hiện tại anh chị có tin hay không nếu tin thì comment với em một cái đó là gì vì sao chúng ta phải tập trung đánh on in hoàn toàn vào dòng chứng khoán ở đây mà không tư duy là sóng thị trường vì sao em không tư duy cho anh chị là ở ờ, đây là một con sóng tổng thể mua con nào cũng ăn mà em tư duy cho anh chị là phải đánh chứng khoán phải on in chứng khoán mọi người thấy trên thị trường không? rất nhiều anh chị em hô hào con nào cũng lên cổ phiếu nào cũng lên đúng không nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận một cái vấn đề cái quy mô up trên thị trường gia đoạn vừa rồi nó không lớn và thị trường của chúng ta nó không đạt được những cái trạng thái như năm 2020 2021 đây nè, đây là những cái trạng thái năm 2020 2021 khi mà rất nhiều những cái nhóm ngành nó thuộc về leader, bằng chứng thép, bất động sản, dầu khí tất cả đều đi lên á thì câu chuyện nó khác. Nhưng mà thời điểm này nè, khi thị trường của chúng ta nó đối mặt với rất nhiều những cái rủi ro bởi vì chỉ có một nhóm ngành đi lên, đó là dòng chứng khoán thì những cái nhóm ngành còn lại thì nó làm gì? Một là nó tích lũy, hai là nó đi xuống. Ba là nó đi lên nó điều chỉnh trường hợp nào nó cũng sẽ tạo ra những cái rủi ro cho anh chị và đặc biệt trong giai đoạn sắp tới cũng tương tự như vậy cái việc của nhà đầu tư là bắt buộc nếu anh chị còn muốn đánh chứng khoán trong cái bối cảnh thời điểm uh, hiện tại và sắp tới thì mọi người buộc phải trả lời cho em một câu hỏi đó chính là cổ phiếu nào mạnh nhất thị trường dòng nào mạnh nhất thị trường chứ mọi người đừng có trả lời câu hỏi là uh, thị trường tạo đáy hay chưa cái việc thị trường tạo đáy hay chưa nó không quan trọng bởi vì nếu anh chị có đoán đúng đi chăng nữa mà mua sai cổ phiếu thì nát em lấy ví dụ nè ở đây nè giả sử như giai đoạn này đi mọi người đoán đúng không mọi người đoán được cái thị trường này đi đúng không nhưng mà mua sai cổ phiếu ví dụ như là thời điểm đó những cổ phiếu như SSA nó làm cái gì nó cắm đầu cắm đít nó đi xuống đấy thì mọi người làm gì mọi người đoán cái thị trường đoán chỉ số để để giải quyết vấn đề gì để làm gì không có làm gì hết á nên là vấn đề của chúng ta ở thời điểm hiện tại Anh chị phải xác định giúp em Cái quy mô và độ rộng của thị trường như thế nào Và thời điểm hiện tại em trả lời luôn cho anh chị Nó rất giống giai đoạn này Đó chính là cái quy mô và độ rộng của thị trường nó không lớn và không phải thằng nào cũng đi lên Do đó trong giai đoạn sắp tới Buộc lòng anh chị muốn đánh trên thị trường này Muốn kiếm tiền trên thị trường này Thì buộc phải tìm được những cái cổ phiếu Vào được sóng của nó Những cái cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường Và lúc đó khi nó vào sóng rồi Mọi người cố gắng nắm giữ giúp em Đấy Đó là chủ đề của cái buổi đào tạo khách hàng À, trong một vài phiên sắp tới của hệ thống ông toàn vlog anh chị nào có nhu cầu tham gia vào cái uh, cái buổi đào tạo khách hàng cho ông toàn vlog của ông toàn vlog á, thì mọi người liên hệ trực tiếp với bạn trợ lý nhá buổi đó hoàn toàn miễn phí đó với cái chủ đề là gì thiết lập vị thế cho chu kỳ mới tìm ra những cái điều những cái danh mục cho cái chu kỳ mới những cái cổ phiếu mạnh nhất trong chu kỳ mới giúp cho anh chị có cái góc nhìn để kiếm tiền trong giai đoạn mà em nghĩ là không phải là một cái up trên đủ to đâu cả nhà nó là một cái giai đoạn ok thị trường nó có thể đi lên ok là gì Ok là thị trường nó có thể giao dịch hướng lên Nhưng mà rủi ro nó sẽ rất nhiều Bởi vì cái sự đồng thuận của thị trường nó không có Và khi sự đồng thuận của thị trường nó không có như vậy á, Thì cuộc chơi gì cuộc chơi tổng thể cuộc chơi mua con nào thắng nó không phải không phải đâu anh chị Nên là em sẽ lên chiến lược cho nhà đầu tư trong hệ thống khách hàng mọi người có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với bạn trợ lý để học miễn phí giai đoạn hiện tại khi thị trường ảm đạm là giai đoạn anh chị nên học đấy nên nghiên cứu trong phải giai đoạn xông vào xông ra đâu chơi để làm cái gì đâu em nói thật với nhà đầu tư là trong cái chu kỳ vừa rồi nè nếu anh chị mà không đánh tập trung vốn vào được những cái cổ phiếu mạnh nhất những cái dòng leader thị trường như dòng chứng khoán mọi người không kiếm được tiền đâu cái đó là chia sẻ thật với anh chị luôn đúng không? Bởi vì có con nào lên đâu, một dòng chứng khoán với một vài cổ phiếu riêng lẻ nó lên đấy nên là cái mấu chốt là anh chị phải nhận ra sau một cái cú rơi thị trường này mọi người phải nhận ra cái vấn đề của mình đang gặp phải từ đó làm gì? Từ đó mà nghiên cứu mà khắc phục. Bởi vì giai đoạn này em nghĩ còn kéo dài nữa. Bởi vì cái thị trường nó khi mà nó rơi xuống như vậy nè rất nhiều những cổ phiếu ok nó thiết lập ra những cái môi trường về tích lũy nhưng mà không phải là con nào cũng như vậy nên là mọi người phải tận dụng đấy. Tiếp theo là hôm nay chúng ta thấy những cái cổ phiếu ngành thép nó phục hồi rất là tốt nè, ví dụ như là Hòa Phát nè. Đấy thì cái quan điểm của em thì nó cũng tương tự, nó vẫn giao dịch quanh một cái vùng biên hướng lên thôi, nó chưa có gì mới cả anh chị, chưa có gì mới cả. Đấy. Tết đáy lần 1 nè. Tết đáy lần 2 nè. Chờ một điểm xác nhận đáy để nó quay về nó tết vùng phía trên này. Chờ điểm Hoa Sen nè. Tết lần 1, Tết lần 2, Tết lần 3 kịp khối lượng này Thiếu đi một cái phiên gọi là phiên xác nhận đáy đấy riêng cổ phiếu thị trường thì nó không cần xác nhận nhưng mà cổ phiếu bắt buộc phải xác nhận anh chị nhá nam kim tương tự nè đáy một đáy hai đáy ba thiếu phiên xác nhận đáy giả sử như ngày mai nó xuất hiện phiên xác nhận đáy thì nó sẽ bước vào quá trình gì hấp thụ tích lũy tiếp nhớ kỹ giúp em trạng thái đó nha. nói chung là thị trường thời điểm tạ thì cái cơ hội nó không có nhiều và chủ yếu là chúng ta sẽ chờ đợi thôi anh chị chờ đợi là chủ đạo ví dụ như những cái cổ phiếu này có pvd dao động lọc này những cổ phiếu này rất khó để lên này. PVS cũng bị dao động lỏng này anh chị, khó lên, Đấy, nó cần một cái thời gian, cần một cái biên độ và cái thời gian và biên độ này chính là cái nơi mà thị trường nó sẽ cung cấp cho những cái cổ phiếu này, hiểu không cả nhà? Mọi người có hình dung được cái tư duy không? Một cái cổ phiếu nó muốn lên mặt thì nó phải tạo ra một cái vùng biên tích lũy, biên hấp thụ, thì vùng biên nó đâu ra? thì chắc chắn là thị trường nó sẽ cung cấp cho ví dụ như em chỉ cho anh chị nè ở đây nè khi cổ phiếu nó rơi xuống nó dao động lỏng vậy nó đi hình chữ V lên được hay không câu trả lời là không mà nó sẽ tạo ra một cái vùng nền tích lũy phía dưới nè mọi người thấy không và cái vùng nền này đâu ra thị trường nó tạo ra cho nó đấy thị trường thời điểm đó nó còn chán ngả cực kỳ vn đất nè mọi người nhìn nè thanh khoản giật dẹo đúng không lên thanh khoản thấp như vậy nhưng mà đây là môi trường kiến tạo chứ không phải môi trường anh chị xông vào xông, xông ra đâu không đúng đâu Đấy, hay là thời điểm nó có những cái cổ phiếu như anh à, không phải thời điểm đó, NDN. Em chỉ anh chị nè, rất nhiều những cái cổ phiếu nó cần những cái môi trường kiến tạo. Anh à, em chỉ cho nhà đầu tư nè, khi mà nó dao động lỏng phía trước nè, thì nó sẽ cần một cái môi trường kiến tạo ở đây nè. Đấy, lúc đó thị trường nó phải rơi vào cái pha chán nản nè, viên đất thời điểm đó nè. Gọi là cái pha tích lũy của thị trường, mọi người nhìn nè, nó tạo ra một cái pha tích lũy, thì những cái cổ phiếu mạnh nhất giai đoạn đó nó sẽ tích lũy chung với thị trường đấy lưu ý thì nó mới bước vào một cái chu kỳ sau được chứ không phải là ở một cái cổ phiếu như PVS nó dao động lỏng anh chị đòi nó vượt đỉnh nó đánh nó mầm nó không có đâu đấy có điều kiện đàng hoàng hay là PVT này PVT dao động lỏng như vậy đi đâu không đi đâu được nó búng lên nó phải tạo ra một cái vùng biên hấp thụ ở đây vùng biên phía dưới nha không được biên phía trên đâu đấy lưu ý đó là một vài quan điểm hay là bất động sản nè, ví dụ HDC để đi lên sao cả nhà những cổ phiếu HDC này trong giai đoạn sắp tới nó cực kỳ dễ đi lên nha Tuy nhiên là để đi lên nó không hề đơn giản, nó phải tạo ra được một cái vùng biên. Mọi người nhớ cho em cái vùng biên này mới là cái vùng để kiến tạo cho nó đi đi, đi lên này. Nó giống như VB ban này là cả nhà, giống VB ban hồi xưa. Đấy, nó trước khi đi lên này, nó sẽ đây nè, trước khi có một cái nhịp tăng nó sẽ tạo ra sau cú rơi này, nó sẽ tạo ra một cái vùng kiến tạo gọi là vùng đáy. Trong một cái bối cảnh thị trường nó gì nó chán nản thì cổ phiếu nó phải tạo ra được cái vùng đáy như thế này này. Trước khi nó đi lên thì anh chị mua được. Có nghĩa là trong giai đoạn hiện tại mọi người đừng có tập trung quá nhiều vào cái việc giao dịch mua mua bán bán bởi vì quan điểm của em trong thời điểm hiện tại nó không thích hợp để anh chị làm điều đó mà chủ đạo là các cổ phiếu các dòng cổ phiếu nó sẽ tạo ra các dạng mô tiếp về tích lũy và hấp thụ. Đấy. Và những cái dạng mô tiếp này là chủ đạo này anh chị. Đấy. Thì nhớ sau những dạng mô tiếp này nó xuất hiện cho nhà đầu tư rất nhiều điểm mua, lúc đó mọi người đừng bỏ lỡ cơ hội. Vậy thôi, còn cái thị trường này thì bây giờ nói nhiều vô ích đúng không? Bởi vì thị trường ở đâu có cổ phiếu nào để mua hay là cái gì đâu. Khổ lắm. Không biết phân tích sao. Nam từ liêm này, dao động lỏng này. Những con này rất khó để bùng nổ này. Những cái cổ phiếu anh chị nhớ giúp em này. Một cái nguyên lý. Hôm nay có rất nhiều anh chị hỏi em về con Nam từ liêm. Thì em trả lời luôn này. Một cái nguyên lý rất quan trọng trong cái bối cảnh. Đó là một cái cổ phiếu. Nó phải đi theo cái nguyên lý của thị trường chung. Giả sử như ở đây, nếu thì cổ phiếu nào nó muốn bùng nổ nó tăng tốc mạnh thị trường chung phải tạo ra những cái pha tăng tốc mạnh thanh khoản lớn thì lúc đó mới là điều kiện thuận lợi cho những cái cổ phiếu này nó tạo ra cái bước đệm đó còn trường hợp mà thị trường nó kiệt về khối lượng nó chán nản thì cổ phiếu này tốt nhất muốn đi lên nó phải tá tích lũy đúng không KDH nè mọi người thấy gì không KDH nó đang tạo được cái vùng biên phía dưới nè nếu nó tạo một cái vùng biên đủ lâu tầm khoảng một hai tuần nữa thì nó sẽ có một cái nhịp đánh ở đây nhớ kỹ như vậy Môi trường kiến tạo nó là như vậy Hay hồi xưa con HDC 2019 nè Em chỉ cho anh chị nè Đấy 2019 nè Mọi người nhìn nè Trong một cái bối cảnh mà dao động lớn Thị trường chúng ta nó kiệt về thanh khoản Thì những cái cổ phiếu này nè Nó sẽ tạo ra được cái vùng kiến tạo Sau vùng này anh chị đánh thoải mái Vội gì Thị trường này đừng có vội lao vào lao ra Tốn phí giao dịch trả được cái gì Đúng không Thị trường này anh chị rảnh rồi nè Em nói thật nè Về hệ thống an toàn Vlog Em đào tạo cho miễn phí Đấy về hệ thống em khách hàng em đào tạo cho miễn phí xong việc đúng không đào tạo tới một thời điểm nào đó cơ hội chín mùi đánh thoải mái thị trường chán nản lắm anh chị chứ không phải là thị trường phô mô hào hứng đâu nên là mọi người đừng có lo vấn đề đó đấy cơ hội nó nhiều ví dụ 5 năm long thời điểm nó hiện tại nè mọi người nhìn như thế này nè nhìn như thế này Rồi mà mọi người đòn nó lên kiểu gì sao mà lên được nó phải tạo ra được cái vùng đáy ở đây vùng đáy này nó phải kéo dài ít nhất vài tuần đấy và rất nhiều những cái cổ phiếu trên thị trường nếu nó muốn lên được nó đang tạo ra những cái dạng mô típ về đáy là đáy là đáy kiệt quệ thanh khoản nghĩa là cái đáy chán nản và những cái đáy chán nản này nó đại diện cho cái tâm lý thị trường không phải hoảng loạn mà là chán nản anh chị vậy thì tâm lý thị trường chán nản như vậy thì anh chị đòi thị trường đi lên hình chữ V được hay không câu trả lời là rất khó mà thường thị trường nó sẽ tạo ra một cái vùng đáy kiệt về thanh khoản ở đây trong một thời gian dài nó loại bỏ hết nhà đầu tư rồi nó bắt đầu một cái nhịp đánh mới lúc đó anh chị phải ở đón đầu được nhịp đánh đó phải đánh onin được tài sản vào cái nhịp đánh đó để làm gì vậy cả nhà để ăn nhịp tiếp theo cho nó rực rỡ chứ mọi người đừng có để dành tiền ở à, bây giờ thị trường chán nản quá thôi cất tiền đi khi nào thị trường phô mô rồi để dành tiền nhảy vô mà đu đỉnh không đúng nó giống như cái quy luật thị trường mà em cứ nhắc đi nhắc lại cho anh chị ở đây nè đấy ở đây nè, trong những cái bối cảnh mà khi mà thị trường nó ảm đạm nó chán nản thì những cái nhà đầu tư đu đỉnh này, em hỏi anh chị một câu là mọi người ở đâu trong cái giai đoạn thị trường chán nản như thế này có phải lúc đó mọi người thấy vĩ mô quốc tế thấy thị trường nó ảm đạm chán nản anh chị cất tiền đó? đúng không gửi tiết kiệm đúng không đấy nhưng mà thời điểm đó mới là những cái cơ hội to nhất sau này sao khi thị trường đi lên mọi thứ phô mô đỉnh này đỉnh kia hô hào tất cả mọi thứ thì sao thì có nhiều tiền đập vào hết đúng không thì lúc đó là gì đu ngay cái đỉnh đó gọi là trong room em hay gọi là gì nhà đầu tư cứ để dành tiền để đu đỉnh á chả có lý do gì để như vậy và trong giai đoạn sắp tới cũng tương tự giai đoạn mà thị trường chán nản là giai đoạn anh chị phải đi săn tìm cổ phiếu chứ không phải là đi gì đi chán nạn đâu đấy và khi săn tìm được cổ phiếu thì mọi người nhớ là gì đắn đi vào đánh hết tiền có bao nhiêu tiền đánh hết trong giai đoạn sắp tới rồi sau đó là gì sau đó ngồi im đợi chốt lại giống như hệ thống của em là vừa rồi là đánh onin đây nè dòng chứng khoán nè tới thời điểm hiện tại chưa chốt lại và giờ đợi chốt lại để nghỉ nè nó là như vậy không phải đợi chốt lại để nghỉ mà đợi chốt lại để chuyển qua những cái dòng mà tích lũy đầu khác là nhung à nha cuộc chơi nó là như vậy mỗi giai đoạn mỗi năm chúng ta chỉ ăn một vài con sóng đủ lớn đem tiền về thôi chứ không phải là ở à, ngồi dự đoán cái đỉnh này đâu để bán đâu dự đoán cái đỉnh này để bán để làm gì đâu cả nhà không có nhu cầu nhu cầu của em là gì khi thị trường chán nản lên chiến lược mua tìm những cổ phiếu tốt nhất để mua khi thị trường phô mô hưng phấn lên chiến lược bán từ từ rồi bán không có vội đấy giờ không bán được mai bán bởi vì thị trường cổ phiếu nó lên mạnh lên năm mâm đánh những cổ phiếu hàng đầu thị trường nó càng rơi cổ phiếu nó càng mạnh đừng có sợ ví dụ như vậy và giai đoạn sắp tới thì chúng ta lại lên chiến lược gì đi sang đi mua mua xong mua xong để một cục để chờ phô mô chờ cổ phiếu lên mạnh bắt đầu lên chiến lược bán một năm chúng ta chỉ xoay xoay vòng vòng như vậy đánh mấy điều lớn thôi để làm gì anh chị để đem được tiền về chứ còn mà bây giờ nó thật anh chị cứ nhảy ra dự đoán thị trường này thị trường kia đỉnh này đỉnh kia nó thật chả ai dự đoán được em không dự đoán được đâu cả nhà đấy khó chúng ta cái việc của anh chị á việc của em trên thị trường á nó đặc biệt lắm em đơn giản là gì đi tìm kiếm những cái cổ phiếu mạnh nhất thị trường từ đó là cược gì cược thị trường nó có một con sóng để cổ phiếu đó nó tăng rất mạnh một cổ phiếu mạnh thị trường không ngừng tăng nó sẽ tăng nhưng mà một cái cổ phiếu rất mạnh thị trường tăng nó sẽ tăng rất mạnh hơn nữa thì cái chúng ta cần là gì là thị trường nó không đao trên như chu kỳ 2022 là được đấy vậy thôi và bắt đầu anh chị kiếm giúp em những cái cổ phiếu mạnh là xong hình dung là nhà hay là em nói đơn giản này thị trường đây là phân phối đi thị trường rơi đi nhưng mà nếu anh chị biết cách đánh những cái cổ phiếu mạnh trong cái chu kỳ này này anh chị ăn đập đấy ví dụ như nhà đầu tư đánh những cổ phiếu như anv này ăn đập luôn vì những cổ phiếu này mạnh hơn thị trường nên khi thị trường chung rơi thậm chí nó còn vượt đỉnh nữa sợ đắt gì đúng không thấy ạ, Dow trên nó còn vượt đỉnh nữa. Hay là, là giai đoạn mà khi thị trường tạo đỉnh trên đây nè, những cổ phiếu như VXC nè, nó còn lặn lên ầm ầm. Hay những cái cổ phiếu như là gì? hah nè. Nó lên ầm ầm. Nhiệm vụ của anh chị là làm sao bỏ tiền mình vào được những cái cổ phiếu này để triệt tiêu đi hết những cái rủi ro down trên up trên này nè cả nhà. Những cái rủi ro rơi của thị trường nè, những cái cú rơi của thị trường nè, những cú rơi của thị trường nè. Anh chị triệt tiêu hết cho em và đừng có nghĩ về nó. Bởi vì sao? Bởi vì bố ai mà dự đoán đúng được thị trường 100% dự đoán để làm gì quan trọng nhất là anh chị tìm được những cái cổ phiếu mạnh để nếu rủi ro xảy ra nó là thằng đỡ rủi ro cho anh chị nó cứu nhà đầu tư một mạng nó giống như giai đoạn vừa rồi em nói thật với nhà đầu tư nếu hệ thống ông toàn vlog mà không đánh những cái cổ phiếu hàng đầu không đánh những cái cổ phiếu dòng chứng khoán thì gần như là gì thất bại đúng không nhưng mà những cái cổ phiếu này rõ ràng nó mắc nó thị và nó cứu hệ thống một mạng không phải một mạng đâu cả nhà chu kỳ nào nó cũng cứu hết á cứ sống ngành tới là nó cứu à nên đó là lý do tại sao em chọn cái hệ thống phương pháp là đánh sóng ngành để giúp anh chị kiếm tiền trên thị trường Đấy, để kiếm tiền trên thị trường chứ không phải là chúng ta ở uh, dự báo thị trường để kiếm tiền trên thị trường đâu và thị trường thời điểm hiện tại nó càng chán nản anh chị càng phải lục tìm bởi vì giai đoạn chán nản nó sẽ sinh ra những siêu phẩm mà những siêu phẩm đó là những cái nơi trú ẩn cho anh chị trong cái giai đoạn tiếp theo của thị trường nếu thị trường đi lên hoặc xuất hiện rủi ro thì nó chính là cái thằng có thể đi ngược hoặc thậm chí là gì là giúp anh chị kiếm tiền trong rủi ro đúng không vậy thôi và đó sẽ là cái chủ đề trong cái buổi đào tạo khách hàng một vài hôm tới của hệ thống ông toàn vlog khi mà thị trường của chúng ta nó xuất hiện những cái yếu tố tạo đáy em sẽ lên danh mục cho anh chị trong giai đoạn sắp tới đấy nếu mà mọi người có hứng thú để được đào tạo miễn phí thì anh chị liên hệ với bạn trợ lý để về hệ thống ông toàn vlog anh chị nhá và đây không phải là cái buổi đào tạo đầu tiên của hệ thống em đào tạo kỹ năng và phương pháp đánh sóng ngành cho hệ thống khách hàng ông toàn vlog cả năm nay rồi Đấy anh chị về thì liên hệ bạn trợ lý để nhận lại những cái video đào tạo trước đó hoàn toàn miễn phí anh chị nhé Rồi em xin chào tạm biệt Em có cái room cộng đồng ông Tàng Vlog đánh sóng ngành Mọi người có nhu cầu thì tham gia ở dưới cái phần comment Chúc anh chị một cái tuần giao dịch thật là hiệu quả Và hãy nhớ cho em giai đoạn hiện tại không phải là giai đoạn để anh chị cứ nhảy ra nhảy vào đâu Đấy giai đoạn tìm những cái cổ phiếu mạnh nhất thị trường nhớ nhá